Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đức Hương vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Bình Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo và các ngành đoàn thể địa phương. Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư đã trở thành ngày hội của các tầng lớp nhân dân xã Đức Hương. Qua 20 năm triển khai thực hiện đã nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn luôn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua do cấp trên phát động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ lẫn phần hội, qua đó thu hút và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái, giúp nhau lúc khó khăn hoàn nạn. Trong 20 năm phối hợp rà soát, trao tặng 79 căn nhà đại đoàn kết với trị giá hơn 2 tỷ đồng, ghi nhận tôn vinh biểu dương, khen thưởng hơn 300 tập thể, 800 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Hàng năm có trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,9%, giảm 90% so với năm 2003. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48 triệu đồng trên người trên năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Bình Lâm, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đức Hương đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong xã cần bám sát thực tiễn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, lấy lợi ích của đoàn viên hội viên và nhân dân làm trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đổi mới nội dung tổ chức ngày hội nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, xã Đức Hương đã khen thưởng cho hai tập thể và ba cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2003-2023.